họ có cái tư tưởng kết hôn từ đầu á, chứ đừng có kiểu mà quen xong tìm hiểu thôi, quen chơi thôi, thì nên mình mới tìm đến bạn của họ. Chứ mình sợ quen ở ngoài xong rồi họ không có tư tưởng rõ ràng, xong rồi họ quen mình xong rồi bỏ mình rồi mình lại mất thanh xuân của mình. 32 tuổi rồi. Mời nhà trai. Thôi đem trai. Mời nhà gái. Dạ em. Mình giới thiệu về mình luôn đi em gái. Dạ em tên là Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em là giảng viên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Rồi, nhà trai như thế nào nè? Em trai giới thiệu về mình đi. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngạch Lan, xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trương Mạnh Hổ. Cái tên thì nó nghe hơi độc, nó hơi Trương Mạnh gì? Mạnh Hổ cọp thay Trương Mạnh Hổ hả? Là Trương Mạnh cọp á hả? Trời ơi tên lạ đó. Em làm nhân viên xét nghiệm bệnh viện ở quận 5. Là cụ thể làm gì? Làm bên mang xét nghiệm ung thư á. Xét nghiệm thôi đúng không? Giống như sinh thiết á. Sinh thiết là đi giám định đó. Rồi. Nãy chị mới nói coi chừng cẩn thận. Hả? Sao vậy? Đừng qua là hồi hộp. Chưa qua được hả? Chưa, qua được đâu. Vậy thôi đi về nghe. Qua được không? Nó la ùm sùm nó mệt lắm. Nó không thích người lạ. Không thích người nào lạ lên đây chị. Ở bên đây có đứa nó không thích người lạ. Bây giờ tôi qua được không? Chưa được, qua nó la đó. Trời ơi, kinh khủng quá. Từ từ nha con, từ từ con. Nhà mình có người lạ qua, con đừng có la lối ùm sùm nha. Quay qua đây cho anh ta nhìn cái coi nè. Trời ơi, con mặt nó thấy ghét không? Nằm im đó nha con. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em chịu đựng được, giỏi, giống em không đắm tính. Nhiều khi tờ sập xuống còn nắm tính kiểu không nắm tính, chịu đựng giỏi. Đây là tính tốt quá, chịu cực chịu khó chứ làm. Em làm từ sáng làm việc từ sáng tối thấy bình thường không thấy mệt, nhưng kiểu mà ham làm. Đúng rồi. Điểm yếu của em thì em nấu ăn chung là chưa có ngon, hơi lười nấu, tại vì ở một mình á. Ở mình đâu, mình thấy ở hai mình đó. Rồi chung em sống thiên về cảm xúc á, tình cảm á, nên nhiều khi em giống em xem một cái clip nào đó cảm động thì em giống em khóc. Không nhưng mà cảm xúc, có cảm xúc. Rồi em đi làm em để nó nhà ai lo? Đúng rồi, mình bảo nó ở chuồng thôi chứ tối về lo thôi chứ ai lo nữa. Ở mình buồn không em? Thì giống bây giờ mình không có bồ thì mình ở mình nuôi chó thôi chứ. Mới không có bồ bỏ chó nuôi bồ hả? Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó, bây giờ mời bà mối qua đi. Ôm nó cẩn thận vô coi cho nó quay mặt qua nhìn cho để nó thấy người lạ la ùm sùm. Tò mò dễ sợ luôn á. Chào em. Trời ơi. Dễ thương quá à. Chừng nó la ùm sùm đó nha. Trời ơi, thấy ghét mà áo đầm nè. Áo đầm có cái nơ nữa nha. Có tẻ là đủ. Trời ơi trời. Tả rồi luôn nữa. Kỹ gì kiểu này mốt chăm vợ gọn gàng. Thì tối nó ngủ với ai? Thì ngủ chung. Ngủ chung với em luôn hả? Giờ mai mốt có bồ thì ai ngủ với em? Giờ giống như mình ngủ buồn á, cho nên nó đỡ buồn. Trời ơi, thấy thương không? Nói chứ có người yêu có vợ phải chăm sóc nó nha, chờ để nó buồn nha. Nó buồn, mặt đang buồn rồi kìa, mặt hoang mang hẳn luôn á. Rồi qua đây mình hỏi ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. Ưu điểm của em là gì? Năng động, nhanh nhẹn. Thường thì có thời gian rảnh thì em vẫn sẽ kiếm những cái việc làm thêm để em làm thêm. Cuối tuần thì em hay dành thời gian cho gia đình hơn. Dạ. Dễ thương quá. Còn khuyết điểm? Ngoài ưu điểm ra chắc đa phần là khuyết điểm. Thì là gì? Ví dụ như em khá là nhanh nhẹn thì kèm theo cái đó thì khá là nóng tính. Nhưng mà chuyện gì giải quyết xong rồi thì sẽ cho qua chứ không có để bụng. Nấu ăn? Nấu ăn thì ở trong gia đình thì nấu tệ nhất. Nhưng mà đi với bạn bè thì chậm vía tụi nó cũng ăn được. Và tụi nó cũng kêu nấu thêm lần tiếp nữa. Nó cũng khen đúng không? Nói chung là cũng được á. Dạ cũng tạm thôi. Rồi gì nữa không? Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được. Nhưng mà em thì nếu mà em chơi với động vật nhiều thì em sẽ bị buổi tối em sẽ dị ứng. Nên là em không có nuôi bất cứ con gì hết. Trời ơi. Rồi phải chia tay với bạn này rồi. Con ơi, con biết số phận của con rồi đó con. Nếu hôm nay mà chủ con có người yêu là con mệt rồi đó con. Chủ con mà thành công tốt đẹp là cuộc đời con bế tắc bao nhiêu mối tình rồi. Trước 27 tuổi thì em chưa ổn định nên em chưa có đám tay ai luôn. Trước 27 tuổi là chàng da trắng luôn. Chàng da trắng luôn hả? Còn sau 27 tuổi thì mới có mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên cũng sinh viên y năm 3. Sau đó là quen xong rồi bạn đó ra trường, xong bạn về tính làm hai bên cũng không có hợp nên cũng thôi dừng lại từ đó luôn. Là có một mối tình một? Không, đó là mối tình đầu tiên. Còn mối tình thứ hai với thứ ba là cả mấy tháng à, mọi mối tình kéo dài cả vài tháng. Sao hả? Nói chung là đối phương họ kiểu gần giống như gọi là gần giống như là bị cắm sừng vậy đó. Nhưng mà có khi nào mà đang chuẩn bị tới giờ hẹn rồi cái bà nhỏ này bà bệnh rồi cái mình bỏ hẹn mình ở nhà mình chăm bà không? Thực ra không ảnh hưởng, nhưng mà lúc đó mình sẽ phải thay đổi lối sống của mình lại. Đúng rồi, phải thay đổi nha. Ok, em qua coi nhà gái sao. Rồi chào em gái. Thằng trai bên đây rất là dễ thương ha.
Có nuôi một con cún cũng dễ thương nữa. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì có một mối tình. Sao chia tay? Dạ, lúc đó thì cũng tiến được xa xa rồi. Thì lúc đó nhận ra thì không có phù hợp để tiến tới nữa nên là dừng lại. Vậy thôi đó hả? Đơn giản vậy đó hả? Em có cái yêu cầu gì mà khiến cho cái người đối phương của em không đáp ứng được rồi em cảm thấy là nó không hợp? Em nghĩ là có những cái thì sẽ có thể chấp nhận thay đổi được. Nhưng mà ví dụ như em thì cũng phải đi học khá là nhiều. Cũng như là em cũng yêu thích nghề của mình. Nhưng mà mong muốn em ở nhà và không có đi làm thì chuyện đó em sẽ không chịu, không có làm được. Đúng rồi, phải đi làm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì mong muốn có một người yêu thì quan trọng nhất là trong một mối quan hệ thì mình tôn trọng lẫn nhau. Bạn nam thì sẽ không hút thuốc lá. Bên kia chắc không có rồi. Có hút thuốc không? Em chưa bao giờ mà đụng cái điếu thuốc như nào, chưa biết mùi nó như nào. Hay quá. Như em chia sẻ thì công việc thì mình sẽ cùng nhau đi làm. Thì về nhà, công việc nhà thì mình cũng sẽ chia sẻ với nhau. Người ta hay nói là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn. Nên chính vì vậy thì em muốn là những cái công việc thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau. Bây giờ em trai nghe bên nhà gái yêu cầu vậy, mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì giống như em thì công việc nhà mà khi mà em đã yêu rồi thì bạn gái cái cần ngồi đó, người vợ cần ngồi đó, không cần làm gì hết trơn. Trời ơi, con gì ta. Rồi. Khi mình đi yêu ra rồi thì mấy chuyện đó là chuyện nhỏ. Trời hay quá ơi. Vậy là ngon rồi đó. Mẫu hình bạn gái của em thế nào? Em thì tại vì em cũng trắng nên em cũng hy vọng là bạn gái trắng càng tốt. Còn nếu không trắng thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu mình thích rồi thì cũng không quan trọng. Cái... Ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người do có da có thịt chút chứ. Không. Trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em làm cùng chỗ làm em. À rồi. Rồi bạn cho ý kiến coi nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Thì hôm nay thì em thấy cái bạn nữ hôm nay rất là hòa đồng, hoạt bát và rất là dễ thương. Ăn nói thì lưu loát. Em nghĩ là nó là một mảnh ghép thiếu của bạn Hổ. Tại vì bạn Hổ truyền đạt về cái cảm xúc và cách nói chuyện nó không có được rành mạch. Thì em nghĩ là bạn nữ này sẽ là một cái người dẫn dắt cho bạn. Dạ em nghĩ sẽ là thôi. Cảm ơn em, hay quá. Cái tên của bạn Hổ nó ngược với con người của bạn Hổ luôn á. Nghe nó dữ dội lắm, nhưng khi nói chuyện nó ngược hoàn toàn luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với cô của em, những người bạn, cô và chú của em. Dạ chào cô chú, chào các bạn. Xin chào Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Dạ chào cô. Tôi là bên nhà gái. Qua kinh nghiệm nhìn tiếp xúc với cháu thì xin hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ con, chào cô, con cũng sinh năm 1990 á, con 32 tuổi rồi. Thì thấy qua tiếp xúc thì thấy cháu cũng được, đức hạnh thì được. Hai cháu thì cứ gặp nhau rồi gặp để nói chuyện để tìm hiểu. Nếu mà liên duyên được, qua chương trình liên duyên được là cái tốt. Thì cô cũng chúc hai cháu là thành công. Dạ. Cảm ơn cô. Qua chương trình nha. Dạ. Rồi còn chần chừ gì nữa, bây giờ thì chúng ta hãy mở rào. Rồi thả nó xuống qua đây đi, làm việc đi. Đâu đây. Đúng rồi. Mình đóng món quà kem dưỡng da, mình chắc nó sẽ thích hợp với làn da của bạn. Dạ thì em cũng có một cái món quà gửi. Thì em khá là thích cái quyển sách này vì nó là một cái nguyên tắc sống, chấp nhận những cái khiếm khuyết để có một cái sống, một cái cuộc đời an nhiên hơn. Thì hy vọng rằng là dù chuyện gì thì cuộc sống cũng sẽ an nhiên sẽ đến với anh. Dạ, cảm ơn bạn. Đợi mình. Hồi nãy bạn giới thiệu làm ở đâu của mình chưa nghe rõ. Em hiện tại là giảng viên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với lại em có ngồi phòng khám nhi. Phú mình cũng ép nhiều bác sĩ lắm, em không biết nhiều khi cũng thấy ép bạn nữa. Dạ thì cái đó thì em cũng không biết Facebook. Dạ thì nãy mình có nói khi mình yêu thì mình sẽ hết lòng quyền yêu thôi, kiểu mình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giống bản thân mình chẳng sao được, giống là mình khi mình người mình thích thì mình không để thiệt thòi vậy đó. Đến với chương trình bạn mối họ thì giống như mình cũng muốn kiếm một người mà giống như họ xác định họ có cái tư tưởng có hôn từ đầu á, chứ họ đừng có kiếm mà quen xong tìm hiểu thôi, quen chơi thôi, thì nên mình mới tìm đến bạn muốn họ. Chứ mình sợ quen ở ngoài xong rồi họ không có tư tưởng rõ ràng, xong rồi họ quen mình xong họ bỏ mình rồi mình lại mất thanh xuân của mình 32 tuổi rồi. Quan điểm của em thì cũng vậy, em quen là sẽ nghiêm túc chứ không có phải là quen rồi như thế này thế nọ. Thì thật sự ra thì chắc là tuổi này ai cũng sẽ nói là ế đó, nhưng mà đi giảng thì thật ra thì cũng có sinh viên này nọ, cũng có nhiều cái mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng mà bản thân em thì đi nói chuyện vài lần mà nếu mà cảm thấy là không có bước tiếp được đó, thì em sẽ rất rõ ràng trong chuyện là mình sẽ đi tiếp hay là không, vì sẽ không có làm mất thời gian của nhau. Đúng rồi. Ai cũng lớn hết rồi. Bây giờ em trai tới nắm tay em gái đứng cạnh nhau nói chuyện cho nó thân mật xíu nào. Dìu bạn gái lên, nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau, nắm hai tay tên kia nữa. Tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ đó. Chó này thấy chưa, tự nhiên dướng này đây không làm ăn gì được hết. Mình khi yêu là mình luôn hết lòng, kiểu mình xem đối phương là trung tâm vũ trụ, là cả thế giới, kiểu mình
kiểu mình không có, chứ bây giờ mình nghĩ là mình lừa dối hay một người nữa. Bây giờ mình nhìn người ta mình nói chuyện đi, chứ nhìn qua cái bông rồi nhìn qua tôi chi. Xin chào đây nè, anh hỏi Hổ nè, muốn vợ chưa? Thì em 32 tuổi rồi, nhưng mà em cũng muốn có một, giống là em khát khao có một gia đình. Em từ nhỏ là em sinh ra em đã không có cha, thì em giống em khát khao có một cái tình cảm, một gia đình. Nếu mà tình cảm nó tới, em đón nhận bằng mọi cách, em giống em sẽ giữ gìn và trân trọng từ khi mà đối phương buông tay thôi. Đúng chứ rồi, nếu không mà, buông nha. Nếu mà đối phương buông tay, không buông tay thì nắm suốt cuộc đời. Em nắm người ta, ta sẽ không buông được đâu. Em thấy nắm tay nãy giờ thấy sao? Nhưng mà bạn rất là đúng cái mẫu người mình mơ đó, mình gọi là mơ luôn á, kiểu mà mơ luôn đúng không? Kiểu mà nhìn người thích luôn á. Trái tim rung động không? Nè. Bây giờ hát một bài tặng bạn gái đi nào, đứng hát, nhìn bạn gái hát nha. Mình giống như mình thuộc tiếp người chung tình nên mình hát bài chung tình. Lời thơ ước anh đã trao cho em, vầng trăng ánh sao nhuộm màu, nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu được yêu em đến mãi bạc đầu xanh. Xong rồi đó hả? Cho em gái hát tặng bạn trai đi. Chẳng cần phải chọn một loài hoa yêu thích nhất, là vì mỗi sắc hoa có ý nghĩa riêng cho đời. Thì trong ngành của mình cũng vậy, và ở đâu thì cũng vậy, mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ cũng như là một cái trách nhiệm, miễn là mình sống mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thì hy vọng là trong tương lai thì anh sẽ có thể tự tin hơn, vững tin vào bản thân hơn, và cần thêm một chút tự tin nữa thì em nghĩ là anh sẽ thành công hơn. Em gái nói đúng đó. Sau chương trình này nếu mà nghiệp cho mình một cái đèn xanh thôi, thì mình sẽ cố gắng mình cố gắng hết sức để mình tán tỉnh nghiệp. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, bấm để cho nhau cơ hội, chứ phải bấm để một vừa lòng ai đó. 2 3 3 hết thời gian. Thì có một chút xíu thông điệp nữa sẽ gửi tới anh Hổ. Thì mỗi người mình sẽ bóc một bì thư ha, xong mình mở ra mình xem. Nếu mà thật sự tiến đến nữa thì sẽ được bật mí thêm 3 cái bì thư ở giai đoạn sau. Muốn làm sao? Giúp bóc thăm trúng thưởng. Nào mà em bé hết đó. Mình cùng nhau đi vẽ tranh nhé. Tiếp tục. Cái chữ ở trên bì thư nó sẽ là cái câu chúc với anh hôm nay. Có hai thông điệp, lần một là một cái việc làm cùng nhau, đó là mình cùng nhau đi dạo phố cuối tuần. Với một cái thông điệp thì đó là lời chúc thành công. Dễ thương quá, rất là chu đáo. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Giờ mới có mối quan hệ mà em tham mộ. Em tham được. Ba. Là sao không được? Đi sao? Phải sai. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần và sẽ được phát lại vào lúc 21:30 trên kênh NCV Media. Và thưa quý vị, mẹ một tí nữa là giới thiệu mẹ Bỉm vô luôn rồi, tại vì đang nôn gặp lại đồng nghiệp mà quên giới thiệu người bạn đồng hành với tôi, tiến sĩ tâm lý tôi nha. Xin chào tất cả mọi người, chắc chắn là mọi người sẽ luôn nhớ mình chứ không có quên mình một cách đột ngột giống như Ngọc Lan. Hơi bị lát đó chị, tại vì em rất là nôn. Mẹ Bỉm ngày hôm nay là một bạn diễn viên, một bạn đồng nghiệp, mặc dù chưa quay chung nhưng mà là cũng có một cái mối liên hệ nó nhẹ lắm. Chút vô em nhắc cho, chút vô em nói cho. Vậy thì phải mời vô, liền, mời vô liền, đi. Mời vô liền để xin nhắc. Mời mẹ Bỉm. Hello các chị, hello các chị ạ. Chào. Đây là một diễn viên rất là quen thuộc với những phim do VFC sản xuất. Và hôm nay rất là vinh dự khi mà được đón chào Minh Trang ở cái gian bếp này. Dạ, hôm nay em rất là vui khi gặp hai chị, cũng như là muốn là tâm sự với các chị về cái bếp Bỉm Sữa. Và mong hôm nay có một buổi trò chuyện thật là vui ạ. Bé Trang là em có bao nhiêu bé rồi? Dạ em có một bé thôi ạ. Bé tuổi? Dạ cháu gần 3 tuổi ạ. 3 tuổi, vâng. 3 tuổi thì mình quay ngược trở lại 4 năm. Thế thì 4 năm về trước, cái ngày định mệnh đó nó diễn ra như thế nào để mà em biết là em có thai? Cái định mệnh như này chị ạ, hôm đấy là vợ chồng em đi nghỉ mát ở biển. Hôm đấy có linh tính ấy chị, trước cái này có linh tính nha. Tự nhiên là em có chậm có 1, 2 ngày hay sao ấy. Linh tính như này em bảo chồng em đi mua que thử đi. Chồng em rất tự nhiên que thử, anh cứ đi mua đi. Thế là chị biết không, em về cũng thử như ai luôn. Thế là ra hai vạch, em bảo anh ơi có hai vạch rồi. Hôm chồng em bảo sao cái này không sai thì hóa ra em cắm ngược cái que ấy chị, đó cái mũi tên của nó là cắm xuống, nhưng mà em để ngược cái này mà vẫn ra hai vạch đấy chị, vẫn ra hai vạch. Thế là chồng em mới chạy ra làm thuốc mua luôn 5 que thử tiếp theo.
em thử những cái mẫu mà kiểu mình cấm ngược, mình có thể cấm lại thì mắc cái chứng gì mà mua tới năm que kiểu cho chắc cái chị thì nó đã lỡ thấm rồi ông em hào phóng ha đấy mà kiểu cho chắc luôn là xem đúng hai que không. Thế xong rồi chồng em mua thì em cũng ngồi trong phòng vệ sinh kiểu cũng kiểu hồi hộp với chị thử liên tục năm que thử luôn em thử luôn ở đâu mà ra mà em có nhiều như vậy để em thử một lượt năm que sao mà nó sản xuất liên tục như vậy thôi. Như cái gọi là ở quê chị có cái gọi là có cái hoạt động nông nghiệp là cái lúa đó. Có nước là bằng cái que có nước rồi đất ơi một lượt luôn một lượt luôn kiểu sản xuất nó sản hay luôn không có tiết kiệm gì hết. Thế tự nhiên chị ơi mỗi phát năm que đều hai vạch mà nó mờ lắm chị ạ, mờ vẫn chưa tin nha, vẫn chưa tin, chúng em cũng hoang mang lắm chưa tin. Giờ em về thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu em mới đi ra bác sĩ để khử khám thai lại thì bảo được 5 tuần. Đấy được 5 tuần nha. Thế là xong rồi từ đợt đấy là bắt đầu hành trình tăng cân của em xin phép được bắt đầu. Ôi trời ơi cả một thai kỳ em tăng lên 30 cân. Lên bàn mổ em 87 cân. Ôi nhìn em như một con voi ấy. Thấy chưa, thấy người ta nhớ chuyện dồn dập mà của cách đây 4 năm trong khi có những chuyện tuần nào cũng diễn ra mà mình quên. Giờ là phải chưa được uống nước. Rầu lắm quý vị. Thì có Lan ơi, rầu quá Lan. Thấy chưa? Ôi mà tha lỗi cho con em mà tại vì câu chuyện cuốn quá. Mình đề nghị là mai mốt đó là khách tới nhà thì nên bày sẵn trà và nước. Đúng rồi, đúng rồi. Bày sẵn chứ không phải. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn tôi đón khách vô. Quá khổ sở con em mình. Chứ là sao mình bánh nữa cho nó kiểu ăn đỡ đói gì. Ngắm này đi. Ngắm nha. Rồi theo nha, có nghĩa là cái sự ra đời của bạn này là nó gắn với con số 5. Dạ. 5 tuần. Quốc một phát năm cái que thử thai mà chị cũng ấm ức lắm nha. Ví dụ bây giờ em thử một que mà nó mờ thì đôi khi là mình còn đặt được một dấu chấm hỏi là ừ chắc nó không chắc đâu. Còn đằng này năm que mà nó đều mờ tức là người ta đã có tính hệ thống rồi, người ta là một cái thông tin mang tính hệ thống và ổn định rồi. Có điều là thai của bạn nó nhỏ quá nên con chưa có một cái thông báo rõ ràng thôi. Nở lòng nào mà không tin nhà sản xuất. Chị ơi kiểu như là chồng em hoang mang vì em là chính chứ que là phụ nha chị. Kiểu như là phụ nữ mà cắm que ngược thì chị đã biết là chợ em là đảm đang ở mức độ nào. Em lên tận 30 cân nha. Ủa nó khủng khiếp mà kiểu người em nó phù lên như kiểu con voi luôn ấy. Chị ơi nhà em ở Hà Nội bay vào đây để thăm em lúc chửa mà không nhận ra em luôn. Em đứng trước cửa bảo chứ đâu mày đâu, con đứng đây này đâu. Kiểu nhìn em nó bị phù nề hết lên với chị. Không nhìn thấy mắt của mình luôn. Mũi nở to xong nhìn em bị biến dạng luôn ấy. Mà người sợ là hot girl đấy chứ. Bây giờ em kinh khủng luôn chị ạ. Nếu lúc đấy thì thôi. Em không còn hình lúc mang bầu không em? Dạ có chị ơi. Xin mời quý vị hãy chiêm ngưỡng lại Minh Trang lúc mang bầu. Quang như vậy thì đây cái hình ảnh. Cái hình ảnh hai bộ đó nó phải có căn nguyên. Đúng rồi. Nó phải có căn nguyên là đôi khi là người ta có rất nhiều những cái diễn biến trong thai kỳ thì mới ra được cái hình ảnh đó. Thế thì cái diễn biến thai kỳ của em như thế nào? Diễn biến rất là kiểu như là em vui thì em cũng ăn, mà em buồn thì cũng ăn. Mà em ăn em xấu tính lắm chị ạ, em ăn được nữa chứ. Ăn nhiều, em ăn buffet nhưng mà kiểu buffet thì em mà muốn đuổi luôn, chắc là dán ảnh em lần sau không cho vào luôn ấy. Em bắt em à, chị ơi ăn xấu hổ quá, chị biết em ăn kiểu vực đầu vào đồ ăn luôn ấy. Bảo trước LD với bà rất là xấu hổ luôn. Ăn không biết no nha chị, có nghĩa là dạ giờ em không thể chứa được rồi thì em mới dừng. Mà giờ em ăn no xong nhìn thấy chị Lan đang ăn gì đó, em vẫn thèm cái món đấy. Em phải ăn bằng được, em ăn cả thế giới, em ăn cả thế giới luôn mà vào trong này nóng với chị. Kiểu như ăn mà toát mồ hôi mà nóng trong ngồi trong phòng điều hòa cái mắt toát mồ hôi. Tôi nhìn ăn không sung sướng một tí nào đâu. Ai thì em muốn chửa là không muốn chửa luôn. Cái nết của mình thì mình chịu đi, đổi thời tiết nhỏ, đổi thời tiết, thời tiết khí hậu khổ nhiều. Nhưng mà có cái vậy nè, cái lúc mà mình chưa phát hiện mình có bầu á, mình đền nã lắm, bình thường lắm. Mà từ lúc mà phát hiện có bầu một cái một là nó giống như là mình bầu đâu từ 8 tháng rồi đó. Ủa mà khủng lắm chị ạ, em ăn xong em nằm phát em ngáy luôn. Chị quan em tâm, ngáy nha. Chị quan tâm đến phản ứng của chồng em trong giai đoạn đó. Chị ơi chồng em có nghĩa là phòng em, nhà em có 4 phòng. Thì nhà em, chồng em và em ở phòng nhưng mà chồng em nhất định không vào phòng em. Có nghĩa là phải khóa trái cửa nằm em phòng bên cạnh, có nghĩa là không dám xa lánh em luôn. Không xa lánh luôn ấy, em thề là gì luôn á. Ôi em bảo em ơi em từ từ ăn kiểu gọi có tự trọng một tí. Em chưa bao giờ em thấy người chồng nào mà kiểu bảo là ăn mà chồng em không bao giờ mua đồ ăn cho em. Anh có bị trầm cảm thai kỳ của vợ không? Có nha. Sợ luôn, có nghĩa lúc đấy nhà em làm hàng nét đấy chị. Có nghĩa là nhân công ta đến làm ở dưới nhà thì em cũng kiểu mình ở nhà, mình trong nhà. Đấy, vừa nằm phát em ngủ em ngáy luôn. Thế là nhân công phải gọi điện cho chồng em mà chị, em gọi chị không dậy. Nên lay hoài em dậy. Ôi chị ơi, thế là em ăn ngủ ngon dã man luôn ý. Được quá ha, kiểu như trời nó được, nó chuyên tâm vậy. Chị chăm tay dễ sợ.
mà không ai kiểu ép gì đâu nhá. Ăn mà em ăn, chồng em không mua gì em đặt đồ ăn về ăn. Mà đi ra kiểu buffet mọi người, vợ chồng hoặc là người yêu ngồi ăn vui vẻ với nhau, một mình em cứ ngồi em cắm em ăn. Mà anh thấy đó là vui rồi. Trời ơi, lúc đấy kiểu nhìn đồ ăn thôi là cảm bầu trời. Trời ơi, trời ơi, sướng lắm ấy. Nhìn đồ ăn là sướng. Lúc đấy chồng là không quan tâm, chồng cũng không quan tâm, mình cũng kệ đi. Đồ ăn là chính, chồng là phụ luôn. Tức là kiểu như nhưng mà anh ăn nhiều quá như vậy thì các cụ có la em không, có cản không? Không, má chồng em thì bảo là ăn nhiều cho khỏe. Má chồng em đi về tận Cần Thơ chị mua hoa quả kiểu nó sợ bị thuốc ấy, thì má chồng em về tận đấy thì mua, là